mập mờ về giới tính. Ồ. Ừ. Thật ra cái này thì Không khó. nó gọi là nhạy cảm Ok. chứ Thì nó không đó, khó. nó có phần nhạy cảm. Ừ. Cái này Huy thấy rất là nhiều nha. Huy thấy trong tất cả những cái điều mà nhắc tới Bạch Công Khanh thì mọi người rất là quan tâm tới câu chuyện mập mờ về giới tính của Khanh, và có một vài những cái comment sẽ Huy thấy nó đang xuất hiện thời điểm hiện tại luôn. Mọi người nói rằng là Khanh có phần hơi ra vẻ để tạo được cái sự đẩy thuyền của mọi người với nam em trong những lần mà Khanh xuất hiện cùng với nam em. Thì Huy rất là muốn đem cái tagline này vào chương trình để nghe Bạch Công Khanh chia sẻ, tại vì đây là điều mà top quan tâm hàng đầu của khán giả với Khanh. Thật ra mọi người quan tâm thì mình phải cảm thấy vui, chưa kể tới chuyện mọi người quan tâm về cái gì. Mọi người quan tâm về mình trước đã, là Khanh cảm ơn mọi người vì điều đó trước. Khanh nói cái này là chủ đề nó nhạy cảm là bởi vì sao? Mình là một người của công chúng, những điều mình nói ra sẽ có sức ảnh hưởng nhất định với một đại đa số khán giả nào đó yêu thích mình, thậm chí có một số ít khán giả không thích mình. Cho nên việc mình khẳng định một điều gì đó sẽ luôn luôn có hai hướng suy nghĩ, một là tin hay không tin. Các nghệ sĩ thường sẽ hay chọn cái hình thức nói chung chung, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng mà điều Khanh quan tâm nhất và Khanh nghĩ rằng những người khán giả yêu thương Khanh muốn ở Khanh nhiều nhất đó chính là sự bình an. Có nghĩa là Khanh yêu ai, sau này Khanh cưới ai thì mọi người vẫn muốn cảm thấy Khanh hạnh phúc, đúng không? Mình thương họ, mình thích người nghệ sĩ đó, mình cũng đâu có muốn người đó bị một cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, vấp ngã trong chuyện tình duyên. Ví dụ như nay yêu người này, ngày mai chia tay yêu người khác. Và mình là một người nghệ sĩ thì công việc của mình là gì? Là truyền tải nghệ thuật, chứ không phải là mang đời tư ra để kể với khán giả hôm nay tôi yêu người này, ngày mai tôi chia tay người đó rồi, bây giờ tôi đang muốn tìm hiểu người khác. Cái đó nó không phải là chuyên môn đó. Cho nên là Khanh rất là ít khi muốn chia sẻ về cái điều này, đó là một ý. Còn cái thứ hai là mọi người nói là Khanh đang cố tình sao ta để ra đẩy vẻ ra để được vẻ, có thể gọi là đẩy thuyền cùng với giống như lại nam là em để Khanh hướng đang dư luận theo hướng khác. cố gắng để Khanh tỏ ra rất là đàn ông. No, không có vậy. Khanh đã từng chia sẻ rồi, Khanh hát một bài hát về tình yêu một mình Khanh thôi là Khanh đã khắc khoải rồi, Khanh đã day dứt rồi, chứ đừng nói chi là Khanh hát một bài hát về tình yêu với một người khác giới. Thì cái sự tương tác nó lãng mạn đến mức nào, nó sướt mướt tình cảm tới mức nào, nó đều xuất phát từ cái sự thăng hoa khi mà mình nhập tâm vào bài hát. Và đó cũng chính là cái nhiệm vụ mà người ca sĩ phải làm khi mà hát cái bài của nhạc sĩ đó. Bởi vì Khanh tin chắc rằng những nhạc sĩ mà thấy một người ca sĩ say sưa hát trên sân khấu ai cũng vui hết đó. Không có ai muốn mà ca sĩ hát bài của mình cầm micro mà hát như một người vô hồn. Cho nên là việc Khanh hát với bạn nữ nào đó, Khanh say đắm, Khanh nhìn họ một cách rất là trìu mến, hay điển hình như mọi người thấy Khanh đang nhìn nam em, thì mọi người có phản đối về cái điều đó, hay là mọi người càng nghi ngờ về cái chuyện Khanh ra vẻ, Khanh cũng không quá trăn trở, bởi vì cái nhiệm vụ của Khanh là phải truyền tải cho được cái nội dung và cái thông điệp bài hát kia kìa, để mình tôn trọng nhạc sĩ. Và khi mọi người xem á, mọi người càng để ý vào cái sự thân mật của hai người bạn diễn trên sân khấu á, thì có phải là họ đang rất tập trung vào cái tác phẩm đó không? Thì có nghĩa là Khanh đã làm được cái điều đó rồi, thì người nhạc sĩ lại càng vui hơn rồi. Và chung quy lại thì đó là một cái sản phẩm nghệ thuật tốt, thì không có lý do gì mà Khanh cứ phải ngồi suy nghĩ, hay là Khanh đang hát mà trong đầu Khanh cứ phải suy nghĩ là mọi người có thấy Khanh đang ra vẻ hay không. Đó, đừng có để cho những cái luồng ý kiến hay là những cái luồng suy nghĩ đó nó khiến cho mình bị lăn tăn, để mình không có hoàn toàn tập trung được vào cái công việc và cái nhiệm vụ chính khi mà trên sân khấu. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bây giờ có một câu hỏi thôi để khép lại cánh cửa đen nha của Ok. Huy nha. Tại Ok. vì khi mà nghe Khanh nói như vậy thì những cái lúc mà hát với nam em á thì Khanh thấy nam em là người như thế nào? Hay là làm việc chung với nam em á? Nam em là một cô gái rất là cảm xúc. Người nghệ sĩ là phải có cảm xúc. Cảm xúc như thế cho nên là nam em đóng phim hay là nam em đi hát ai cũng thương cô ấy hết. Và chính Khanh cũng vậy thôi. Khanh đóng phim chung với nam em, Khanh hát chung với nam em, Khanh nhập tâm rất là nhập tâm. Tại vì cái năng lượng, cái cảm xúc của nam em
dành cho cái tác phẩm đó nó truyền được đến người bạn diễn là Khanh. Khi Khanh hát với Nam Em, thật sự nó rất những cảm xúc rất là đặc biệt, giúp cho cái tác phẩm, cái bài hát đó nó đi lên được. Nhưng mà còn ngoài đời thì Khanh thấy Nam Em như thế nào? Ngoài đời thì Khanh cũng đã chia sẻ rồi, Nam Em cũng là một người sống rất thật. Cảm xúc nghĩa là sao? Hồi nãy Khanh nói cảm xúc nghĩa là mình như thế nào mình tỏ ra được thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái chuyện mình sống thật. Mình không có giấu được, cô ấy thương yêu thì cô ấy sẽ thể hiện, cô ấy buồn cô ấy sẽ khóc. Cái điều đó có thể sẽ khiến cho Nam Em là một người dễ bị tổn thương, bởi vì cuộc sống này nó đâu phải lúc nào cũng như mình muốn. Mở mắt ra là tiền nhà, tiền cơm, tiền điện, tiền nước thôi là đã làm đủ mình đau đầu lắm rồi, chứ đừng nói chi là chuyện tình cảm hay là mọi thứ xung quanh, về công việc, về bạn bè, về khán giả, bao nhiêu cái bình luận trái chiều hay là những cái điều nói ra mà mình không mong muốn tác động thì càng dễ làm cho cô ấy tổn thương. Với một trái tim mong manh, còn ví dụ như với Khanh đi, Khanh có thể đón nhận bằng một cái tâm thế rất là lạc quan. Cho nên Khanh đánh giá Nam Em là một người như vậy. Dạ. Và tóm lại là ở tagline mập mờ về giới tính thì bà Công Khanh đã có những chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Còn bây giờ thì với khuôn khổ của cửa đen của chúng ta bằng sắc lai này thì bà Công Khanh đã hoàn thành. Chúc mừng bà Công Khanh đã vượt qua được cửa đen. Nhưng mà chưa hết. Rồi cái cửa đen này chúng ta còn một thử thách nữa thì mới bước xuống được chuyến xe. Hãy cùng chờ đợi các bạn nha.